Và một sáng tác đầu tiên thì sẽ dành tặng tất cả mọi người một sáng tác được mang tựa đề Đôi Bờ Sông Quê. Chiều rồi rơi xuống dòng sông, mặt trời rực đỏ với mây hồng trôi theo. Thuyền nàn với một mái treo trở về bên ấy. Chẳng theo em về. Sông cong cả con đê. Xanh xanh cả bốn bề xóm trên. Bao giờ cầu nối hai bên đón dâu khỏi phải đi thuyền qua sông. Bồng bềnh như sóng trong lòng. Thuyền ai lấp ló chìm trong sương chiều. Xuống dòng sông, mặt trời rực đỏ với mây hồng trôi theo. Thuyền nàn với một mái treo trở về bên ấy. Chẳng theo em về. Sông cong cả con đê. Ngô xanh xanh cả xóm trên. Bao giờ cầu nối hai bên đón dâu khỏi phải đi thuyền qua sông. Bồng bềnh như sóng trong lòng. Thuyền ai lấp ló chìm trong sương chiều. Sông cao công cả con đê. Ngô xanh xanh cả bốn bề sóng trên. Bao giờ cầu nối hai bên đón dâu khỏi phải đi thuyền qua sông. Bồng bềnh như sóng trong lòng. Thuyền ai lấp ló chìm trong sương chiều. Thuyền ai lấp ló chìm trong tuyệt vời. Xin cảm ơn anh em ban nhạc rất nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Hôm nay thực sự là đấy, phải nói là lần đầu tiên tôi nghe mà sợn gáy ốc ạ. Chắc là do lạnh. Chắc là do lạnh. Nhưng mà thực sự á là hôm nay lần đầu tiên nghe tài hát. Lần đầu tiên. Nghe trực tiếp chứ còn rất... nghe qua. Không nghe qua truyền hình cái thứ thì mình nghĩ là không nắm gì. Nhưng đây là hát live trực tiếp, kính thưa quý vị. Câu chuyện hát live trực tiếp nó khác hoàn toàn với các câu chuyện mà hát thu phòng thu mic lại. Đây tất cả những lỗi lầm của ca sĩ, tất cả những lỗi nhỏ quý vị cũng sẽ là người khán giả, những người chấm điểm được ca sĩ. Thư cảm ơn Tài bởi vì thực sự hôm nay Tài hát rất hay. Đây là nói thật lòng.